34 Nguyễn Lân Thanh Xuân này. Đấy. Đây cho sữa sữa đi khám lại. Khám lại. Hoan. Vâng. Chú Hoan. Chú ơi, chú khám cho bé. Ơi. Đấy xem nào, xem cân xem nào, sữa sữa lên bao nhiêu cân rồi. Ôi sữa sữa, sao đây con? Sữa sữa ơi. Sao đây? Hả? Ô bố bế con đi. Đóng đóng cửa. Đóng cửa bóng chạy ra ngoài đường. Bố đâu? Không không được chạy ra ngoài đường đâu nha sữa nha. Làm hết hồn đấy. Bốn bao nhiêu rồi bố? Cân. Ổn định không? 4 cân mốt. 4 cân mốt à? Cho đây hộ em chị. Đi 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 ra đây chú Hoan khám cho con à. Nhanh nhẹn. Bạn này thì bạn này thì sao đấy? Bạn này đi khám gì đấy? Chân còn nhỏ em, chân này. Vẫn chú Hoan mà có gì đâu phải sợ. Con là một đứa con. Chú Hoan vẫn khám cho con mọi lần nè. Cái chỗ bộ phận của nó toàn nhiều nước nhờ. À mấy cả hỏi xem là sữa có hay là bị lôn đấy à, Hoan à? Đó, con này nó tùy con à, có con nó dạ dày nó ra cái con tăng bó, nó lại ăn nhiều chứ. Đấy. Sữa sữa đi khám mỗi hệt mẹ ngày xưa nhỉ, kiếm cũng hồi hộp không kém. Đây là đêm 2 này. Biết được là nam hay nữ? Không. Nào, không biết được. Ở đâu chưa đây. Thôi, bé cứ khỏe mạnh là được nhỉ, không quan trọng được hay cái. Bây giờ lại nữ lại lên ngôi với bé chả vấn đề gì nhỉ? Yeah. Cái bán được nhiều hơn. Ừ. Cái bán được nhiều hơn nhỉ? Ừ. Đấy. Gần 2 tuổi rồi, mấy cái mới mang bầu, tức là lần này là lần thứ tư rồi đấy. Sa lơ thứ tư mới bắt đầu cho mang bầu đấy. Nhỉ, sữa ngoan có gì đâu, sữa dũng cảm lắm. Khám mà có gì đâu con. Cho đi đào con. Lần này là lần thứ tư đấy, cháu sa lơ lần thứ tư. Sữa ngoan này, sữa ngoan này, sữa ngoan này. Sữa ngoan lắm. Mấy lần trước thì bỏ qua rồi nhỉ. Yeah. Đấy thì chị đã bảo là dễ khả năng là bốn lắm, tại vì bụng lo cành cạch. Ừ. Thấy chưa? Bố thấy chưa? Con thứ tư là gì? Gọi con thứ tư là bánh giò. Bánh bao, bánh dày, bánh chay và một cái bánh nữa là bánh giò. Bánh nữa là bánh. Lắm, tìm thai là 200. Hả? Mà trộm vía nó mải chơi lắm Hoan ạ, chị đang lo ấy, nó cứ đi chơi suốt ngày ấy. Ừ nhưng mà chị lo ấy, nó đi nhiều quá ấy mà, nó xong rồi chị sợ là nó không chịu nuôi con ấy. Suốt ngày cứ bỏ đi chơi với bố luôn. Trộm vía tiêm thai tốt. Chị đoán chị bảo cái bụng nó cạnh cạnh này làm gì có chuyện ba con, nó phải bốn con ấy. Nhìn nó 4 con rồi nhé, 223, 4 con đến chương 2 để ra phơi đấy. Ừ. Chắc nó muốn đi chơi đấy. Đấy. Dự kiến ngày nào nhỉ chú Hoan? Tại vì theo
theo theo bọn chị đoán, phỏng đoán ấy, tại vì con Bani là mua về là hôm mùng 8 tháng 3. Đó. Thì là mùng 9 tháng 3 thì còn cho nó con Bani đi spa, cạo lông các thứ. Thế thì chắc là khoảng phải đến mùng 10 11 ấy. Khoảng 12 gì đấy thì hai con này. Cháu có đỡ không? Đau thì cảm thấy không có đau, nhưng mà đi đứng lên siêu vẫn nặng trọ lắm. Thế đâu, chị đón cháu về xong em bán thuốc cho chị vậy? Còn đấy đấy, được, cái này đang bảo là khi mai cho nó đi châm cứu. Thôi chị về chị thử bóp cho nó hại cứu, không có đỡ không, nếu không đỡ thì chị chuyển lên đây em cho nó đi châm cứu với chị cũng được. Em chỉ cháu là đi. Ừ. Con này chữa à? Vâng, cháu đang chữa. Đấy. Vâng, cháu xa lơ lần thứ tư rồi mới bắt đầu cho có bầu đấy. Thế à? Chơi chán rồi, mãi chơi lắm. Suốt ngày đi chơi theo bố suốt ngày. Trông mặt đều quá cơ ấy. Con của chị nó tự nhiên nó bị cảm, xong nó hình như kiểu đột quỵ ấy em ạ. À. Thế à, cái con nhà chị á? Ừ. Thế à? Chị để đây mấy hôm rồi mà chị tiêm cho cũng chả đỡ. Thế à, con nhà chị là con gì? Phốc sóc. À, phốc sóc à? Con đấy là dạng đột quỵ ấy. Vâng, như cái đột quỵ nhỉ? Đột quỵ. Yeah. Mà nhá, buổi tối chị vẫn cho ăn bình thường. Tối không liên quan gì. Không làm sao cả, buổi đêm nhá chị dậy. Một tiếng trước nó khác ba. Ừ, rồi nó khác hẳn đấy chị ơi. Sáng hôm sau chị đến nhá, sáng hôm sau chị xuống chị tự nhiên chị thấy nó làm mệt. Bọn này nó cũng khác gì người đâu chị. Ví dụ nó xảy ra có vấn đề gì kìa, nó nhanh lắm. Nhanh ừ. Nó nhanh lắm. Cái chân đang đau bây giờ là cảm giác đau gần như không còn nữa. Mọi người nhận nhiều người làm xa lơ lần một người ta cũng cho mang bầu rồi, đây em đến lần thứ tư mới cho mang bầu đấy. Cho chơi thoải mái luôn. Được, con nào mà trắng tinh thì bán cho chị nhá. Đấy, con này hai con nhà em trắng tinh luôn. Ừ, thế mày lấy số. Hai con nhà em là thuần chủng luôn đấy. Mày cho chị xin cái số, nếu như mà ấy có một con nào trắng tinh mày để lại cho cả chị. Cả hai con nhà em đều trắng. Ừ. Con này chẳng qua nó đang mang bầu không tắm được, bẩn đấy. Không, chị con này chị cũng bẩn lắm. Vâng. Con này chị nó cũng đang xa lờ rồi, cho chị xin cái số xong rồi nếu như mà số đây số. Chị ơi. Cô cháu. Dự kiến là khoảng bữa đâu 15 16 tháng này. Ừ. 15-16. Thế tầm thường mùng mấy là đưa sang chú Hoan nhỉ, chú Hoan? Cũng có dấu hiệu khác thường thì kiểu là non đái xón ấy. Ờ thì mang sang chỗ em nhé. Rồi ăn kém hoặc để non đái xón. Ôi chị không có kinh nghiệm gì đâu, chị cứ mang sang đây nhờ hết. Nuôi nhiều lắm, chị nuôi mấy chục con. Chị muốn đang mua một con đồ trắng.